Hi, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tô bức tranh quả bóng. Và ok, giờ mình sẽ bắt đầu tô nhé. Và ok, mình đã thu xong bức tranh quả bóng của mình rồi. Video của mình cũng là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại.